Các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một bộ kính lúp 3 trong 1, bộ kính lúp cầm tay này. Và bây giờ mình sẽ xin mở hộp để chúng ta có thể quan sát rõ hơn bộ sản phẩm này. Đây là bộ sản phẩm của chúng ta. Có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng như thế này. Và chiếc kính lúp với bộ 3 cái kính có thể thay đổi độ phóng đại tùy theo mục đích sử dụng của chúng ta. Với độ phóng đại, cái này là 2,5x, cái này là 5 và cái này là 16x, tùy theo mục đích sử dụng của các bạn. Nhìn tổng thể thì đây là một chiếc kính lúp được thiết kế với dạng cầm tay, rất là tiện dụng, nhỏ gọn. Với tông màu đen trắng, thời thượng, hợp thời trang. Và để thay đổi cái thấu kính này thì chúng ta chỉ cần bấm vào đây và nhấc ra, sau đó là lắp vào đó. Trên thân này thì gồm có 2 chiếc đèn LED để chúng ta có thể chiếu sáng, soi và xem những cái vật ở điều kiện thiếu ánh sáng. Và đèn LED này muốn sáng được chúng ta phải lắp 3 cái pin vào trong này. Bộ sản phẩm của chúng ta thì không kèm pin. Và sau đây mình sẽ lắp thử pin vào để chạy thử cái đèn LED này cho các bạn thấy. Bộ kính lúp này thì sử dụng 3 pin 3A. Nhưng mà tuy nhiên thì nó sẽ không đi kèm pin nhá. Mình lắp thử cho các bạn có thể nhìn thấy này. Cái dây này ở đây để lúc chúng ta có thể lấy pin ra dễ dàng hơn. Sau bây giờ mình sẽ tắt đèn đi và thử trong môi trường thiếu ánh sáng. Và chúng ta sẽ thử để đọc một quyển sách nhé. Rồi, giờ mình sẽ lấy một quyển sách để mình soi thử cho các bạn xem. Đó. Đấy, sáng hơn chưa? Đây là thấu kính với độ zoom 5x. Thì sẽ zoom lên được các vật của chúng ta sẽ to lên gấp 5 lần. Đây như thế này, các bạn có thể nhìn thấy cái chữ nó được to lên. Với cái bộ sản phẩm này thì chúng ta có thể sử dụng được trong rất nhiều lĩnh vực, không chỉ là đọc sách hoặc là soi những cái vật nhỏ, mà ngoài ra chúng ta có thể dùng để soi các cái bản mạch điện tử này, dùng để siêu tập tem rồi siêu tập đồng xu, soi những cái chi tiết ở trên đồng xu và soi những cái chi tiết ở trên tem. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng ở trong văn phòng làm việc hoặc ở nhà cũng được. Rất nhiều lĩnh vực khi mà chúng ta muốn soi, zoom những cái thứ mà chúng ta khó nhìn. 16x, 5x và 2,5x. Đó, đây là những gì mà mình muốn nói với các bạn hôm nay. Và để đặt hàng sản phẩm này, các bạn có thể truy cập website icamera.vn hoặc gọi từ số hotline của chúng mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hãy nhớ like và subscribe ở bên dưới để cập nhật hàng ngày những video clip mới nhất trên kênh YouTube Công Nghệ nhé các bạn.